Om Namah Shivaya, chào bạn thân mến. Thời gian vừa rồi thì đã đủ để cho bạn chuẩn bị sẵn sàng rồi đúng không ạ? Và nếu như các bạn đã sẵn sàng rồi thì hãy giúp Nguyễn Hiếu bình luận xuống phía dưới sẵn sàng, đồng thời nhấn một cái nút chia sẻ tới bạn bè, cộng đồng và người thân xung quanh của chúng ta cùng luyện tập với Nguyễn Hiếu bài tập ngày hôm nay nhé. Bạn giúp Nguyễn Hiếu chia sẻ livestream này đi ạ. Và bạn nào mà đã giúp Nguyễn Hiếu nhấn cái nút chia sẻ rồi thì để lại số 1 để Nguyễn Hiếu xin được gửi lời cảm ơn, biết ơn tới sự sẻ chia của bạn. Và có bất cứ câu hỏi gì trong quá trình luyện tập thì bình luận ngay xuống phía dưới livestream của bài tập đấy để Nguyễn Hiếu sẽ giải đáp cho các bạn nha. Rồi, cảm ơn bạn rất nhiều. Các bạn đã chia sẻ xong rồi này, đã sẵn sàng xong rồi thì chúng ta sẽ cùng đến với bài tập ngày hôm nay trong cái tuần thứ hai để mà gia tăng sự linh hoạt cho toàn bộ cơ thể của chúng ta. Bạn nhá, nào, điều chỉnh tư thế ngồi thật thoải mái và dễ chịu. Cái tư thế mà bạn cảm thấy dễ chịu nhất, lưng giữ thẳng, kéo cái vùng cơ mông của bạn ra phía sau. Hai tay để trên đầu gối, thả lỏng khuôn mặt, thả lỏng đôi lông mày. Từ từ hít vào một hơi thật sâu, thở ra thật chậm. Hít vào, bụng phình lên, thở ra xẹp bụng lại. Mỉm cười nhẹ nhàng đi bạn. Hãy loại bỏ mọi suy nghĩ, lo lắng, công việc trong đầu. Tập trung tâm trí hoàn toàn vào hơi thở. Hãy hít vào một hơi thật sâu và thở ra thật chậm. Tưởng tượng như bạn đang ngồi trên thảm cỏ xanh non, xung quanh đầy hoa trái và bầu không khí trong lành của thiên nhiên. Hãy hít vào và mang theo nguồn năng lượng vô tận, sức mạnh và tình yêu thương của vũ trụ tràn ngập cơ thể bạn, lấp đầy từng tế bào trong cơ thể của bạn, chữa lành những tổn thương bên trong cơ thể của bạn. Và thở ra, thở hết mọi bức xúc, căng thẳng, mệt mỏi, trút hết ra khỏi cơ thể bạn. Tiếp tục hít vào, sự bình an và hạnh phúc, thở ra, siết chặt bụng lại, thở hết. Cảm nhận cơ thể bạn lúc này đang ấm nóng dần lên và tràn đầy năng lượng. Từ từ hít vào một hơi thật sâu, thở ra, bạn chắp hai tay trước ngực đi. Sau đó hít vào, mở hai tay này, đẩy cái lồng ngực của bạn về phía trước, kéo khuỷu tay ra phía sau nhé. Hít vào thật sâu, vươn hai tay về phía trước, vươn hai tay về phía trước, thở ra. Cúi đầu, hóp siết chặt bụng, hít vào. Mở khuỷu tay ra sau, nâng cằm lên, thở ra. Chúng ta tập 5 lần nhé. Hít. Thở. Hít vào. Thở ra. 4 hít. Thở. Và nhịp cuối hít vào. Thở ra. Vươn giãn dài tay vai về phía trước, sau đó hít. Đưa cơ thể trở về vị trí ban đầu, thả lỏng tay trên đầu gối, xoay thư giãn vai. 1 2 3 xoay ngược trở lại. 3 2 và 1, đưa cơ thể trở về vị trí ban đầu. Bạn giữ nguyên tư thế ngồi nhé, giữ nguyên tư thế ngồi, từ từ hít vào. Nâng nhẹ cái cằm lên, nhướn cái cằm lên nhá, nhướn cằm lên như ai đang kéo cằm của bạn lên đó. Thở ra, lại kéo giãn gáy. Hít vào, nhướn cằm lên,
Lưu ý trong quá trình luyện tập chúng ta luôn hít bằng mũi và thở ra bằng mũi. Thở ra, cúi gập cằm xuống. Nhịp nữa hít vào, nâng cằm lên. Kéo giãn căng cằm lên. Thở ra, siết chặt bụng lại. Kéo giãn vai cổ gáy. Sau đó hít, đưa cơ thể trở về vị trí ban đầu. Thở ra, thả lỏng, thư giãn cho khuôn mặt của bạn nè. Rồi sau đó hít vào, dang hai tay sang ngang vai của bạn, úp lòng bàn tay bên phải xuống, hạ khuỷu tay, rồi cánh tay trái từ từ kéo sát về phía tai, sau đó quay tròn từ bên phải qua bên trái, rồi chúng ta lại hạ bàn tay của bên trái, khuỷu tay xuống, nâng vươn cánh tay phải sát về phía tai, rồi lại quay từ bên trái qua bên phải, hạ khuỷu tay, nhẹ nhàng nâng cánh tay trái lên sát tai, rồi quay từ phải qua trái, vươn cánh tay phải lên, thế chúng ta lại kéo qua bên phải, rồi bạn giữ ở đây vòng cuối cùng, giữ, hít thở đều, 5, 4, 3, 2 và 1, từ từ hít vào, thở ra, hạ khuỷu tay của bên trái xuống, nâng vươn cánh tay phải lên, và bạn giữ ở đây hít thở đều, 5, 4, 3, 2 và 1, từ từ hít vào, nâng tay và cơ thể lên, thở ra, hạ tay xuống, thả lỏng, giữ nguyên tư thế ngồi bạn nhé. Giữ nguyên tư thế ngồi này. Đó. Từ từ hít vào một hơi thật sâu, xoay cái vai của bạn, đẩy căng lồng ngực lên, vòng hai tay ra sau. Thế, đẩy căng ngực lên. Chúng ta lắc lư sang hai bên. Duỗi thẳng cánh tay, lắc sang hai bên, hít thở đều. Sau đó nhẹ nhàng đẩy căng ngực hơn một lần nữa, hạ các cái ngón tay xuống. Đẩy vươn ngực lên. Nâng cằm, bạn giữ ở đây hít thở đều 10 giây. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 và 1. Từ từ hít, nâng cơ thể lên, thoát tay ra, thư giãn cho tay vai, xoay 1, 2, 3, rồi từ từ xoay ngược lại, 3, 2 và 1. Đưa cơ thể trở về vị trí ban đầu. Sau đó duỗi, vươn hai tay, duỗi dài tay về phía trước, thật dài, thật xa, và hạ trán xuống dưới sàn của bạn. Giữ ở đây hít thở đều 5, 4, 3, 2 và 1. Rồi hít vào, nâng cơ thể lên, nâng cơ thể, nâng cơ thể, từ từ nâng cơ thể lên. Sau đó bạn duỗi chân ra, chúng ta thư giãn thả lỏng cho cổ chân nhé. Xoay này, lắc lư, thư giãn thả lỏng cho cổ chân của bạn. Đó. Rồi mở rộng hai chân sang hai bên mép thảm, kéo cái vùng mông của chúng ta sang hai bên. Thế sau đó hít vào một hơi thật sâu, vươn hai tay lên, mở hai tay sang ngang, úp cơ thể xuống, ôm lấy mắt cá chân. Đó, hai, hít vào, mở hai tay sang ngang, thở ra, ôm mắt cá chân. Các bạn phải nhấn chặt chân xuống, và lưng chúng ta đừng khom lưng, chúng ta cứ duỗi ngực về phía trước thì các bạn sẽ vươn được dài hơn. Rồi ba, hít vào, chúng ta tập 5 nhịp. Thở ra, 4, hít, thở, 5, hít vào, thở ra, bạn giữ ở đây hít thở đều, 5, 4, 3, 2 và 1, từ từ hít vào, nâng vươn tay và cơ thể lên, quay người qua bên phải, chống tay thẳng với cái xương cụt của mình, tay phải, thẳng xương cụt cách mông 20-25cm, nhấn nhẹ cơ thể xuống, rồi hít nâng cơ thể lên, thở, quay qua bên trái, chống cách 25cm bạn nhé, ép dần cơ thể xuống, hít nâng cơ thể lên,
thở ra, xoay nhấn qua bên phải. Rồi hít vào, nâng cơ thể lên, thở ra, vặn qua bên trái. Từ từ hít, nâng cơ thể lên, thở ra, một lần nữa vươn tay ôm lấy lòng bàn chân, cúi đầu xuống và bạn giữ ở đây, hít thở đều. Lắc nhẹ cho cái vùng cổ chân để làm mềm cho gân chân của bạn, hít thở đều. 5, 4, 3, 2 và 1, từ từ hít, nâng cơ thể lên, thở ra, thả lỏng cho gân chân của bạn. Sau đó gập hai chân ra phía sau, chống hai tay về phía trước, chống mũi chân, hít vào một hơi thật sâu, thở ra, đẩy mông lên, chữ V ngược, nhón gót chân đi bộ tại chỗ, gia tăng sự dẻo dai cho gân và dây chằng ở chân của bạn, hít thở đều. Hít thở đều bạn nha, từ từ hít vào, thở ra, bạn ép vai xuống này, thoát cái tay trái, nắm về phía mắt cá chân phải xem tới không nào. Rồi, từ từ đưa tay trái về vị trí ban đầu, hít sâu, thở ra, ép vai, đưa tay phải nắm lấy mắt cá chân của bên trái, mắt nhìn qua vai trái, hít thở đều. Rồi sau đó hít, đưa tay trở về vị trí ban đầu, từ từ hít vào, đẩy cơ thể về phía trước, co chân của bên phải lên, co chân bạn nhé, rồi duỗi dài chân trái ra. Bạn co, bạn hơi gấp cái chân lại này. Nhớ là không kênh mông như thế này, mà phải ép úp được cái hông và toàn bộ phần đùi trên của bên trái xuống trước, chống hai tay về phía trước, duỗi cái mũi chân của bạn ra. Thế, đúng rồi, hít thở đều đi. Hít vào, thở ra, hít vào một hơi thật sâu và thở ra từ từ. Rồi nhẹ nhàng tiếp tục một lớp nữa, chúng ta hạ khuỷu tay xuống và bạn giữ ở đây, thấy giãn mở hơn cho cái vùng hông đúng không bạn? Sẽ làm cho bạn duy trì cái tuổi thanh xuân rất là lâu nếu như cái phần hông của bạn được giãn mở tốt. Và nó sẽ tạo cái sự linh hoạt mềm mại cho cái dáng đi của bạn, cũng rất là đẹp. Hít thở đều, đừng rụt vai xuống nha, phải gồng đẩy vai lên á. 5, 4, 3, 2 và 1, từ từ hít vào, chống hai tay về vị trí ban đầu, chống mũi chân của bên trái đi. Chúng ta thoát khỏi tư thế, rút chân lên, tư thế chữ V ngược. Tiếp tục hít vào một hơi thật sâu, kiễng gót chân gù cao lưng vai lên, co chân của bên trái lên. Thế, đồng thời hạ toàn bộ đầu gối, đùi, mặt trước của bên phải ép xuống, duỗi mũi chân ra, chống hai tay về phía trước cho nhẹ. Sau này chúng ta dẻo rồi thì chúng ta sẽ học nâng cấp dần sau nha các bạn nhé. Giữ ở đây, hít thở đều, nhớ là không được cạnh mông như thế này ha. Bằng mọi cách ép nhướn, có thể hơi nâng lên một chút cũng được, nhưng mà phải úp được cái đùi của bên phải xuống. Hít thở đều, hít sâu, thở chậm, hít vào, thở ra. Thêm một nấc nữa nào, chúng ta hạ khuỷu tay xuống bạn nhé. Hạ khuỷu tay nhưng mà đừng sụt vai, gồng cao vai lên, giữ ở đây. Hít thở đều, chúng ta giữ ở đây 10 giây nữa nha. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 và 1. Rất tốt rồi, từ từ hít vào. Bạn chống tay, chúng ta đưa cơ thể trở về vị trí ban đầu đi. Giữ ở đây, hít thở đều. Hít vào, thở ra, hít vào một hơi thật sâu và thở ra thật chậm. Sau đó bạn di chuyển hai chân dần lên phía tay của bạn, khép chặt hai chân lại, khép chặt hai chân, rồi từ từ hạ mông, hạ mông thấp xuống giống như bạn đang ngồi ghế. Đầu gối không được đổ quá về phía trước nhé, mà bạn phải lùi cái mông ra phía sau này này,
nhấc dần cơ thể của bạn lên, thiết chặt bụng lại, hai tay chống về phía đầu gối. Thiết chặt bụng lại, được chưa ạ? Đó, giữ ở đây, hít thở đều. Duỗi thẳng cánh tay, lưng một đường thẳng. Hít thở đều nè. 5 4 3 2 và 1. Từ từ hít vào một hơi thật sâu, bạn nhẹ nhàng đứng nâng thẳng cơ thể lên, nâng thẳng cơ thể lên. Tiếp tục. Chân phải giữ làm trụ. Thế bạn đặt chân của bên trái lên, trùng nhẹ đầu gối lại. Thế ngửa cái lòng bàn chân ra này. Đầu gối không được quá các ngón chân nhé, nó sẽ hơi thẳng với cổ chân một chút. Rồi sau đó chắp hai tay về phía trước ngực. Hít thở đều, hít vào, thở ra. Hít vào thật sâu và thở ra thật chậm. Bạn giữ 5, 4, 3, 2 và 1. Sau đó hít vào, bạn nâng thẳng cơ thể lên, thở ra, hạ xuống. Chúng ta đổi bên nào. Giữ chắc chân trái làm trụ, co chân phải, đặt lên đầu gối của bên trái, trùng nhẹ đầu gối lại, mông lùi ra phía sau. Bấm chắc các ngón chân xuống dưới sàn, lực tản đều xuống bàn chân của mình nhé. Thế sau đó hai tay chắp về phía trước ngực. Bạn hít thở đều nè. Lưng đừng gù, duỗi thẳng cái lưng lên, điều chỉnh lưng bạn nhé. 5 4 3 2 và 1. Từ từ hít vào, nâng cơ thể lên, thở ra, hạ chân xuống. Tuyệt vời không ạ? Tăng cái sự tập trung và làm cho cái não của chúng ta hoạt động tốt hơn, nhạy bén hơn đó bạn. Hai tay chống ngang hông, chân phải giữ làm trụ. Từ từ hít vào, lùi chân trái ra sau này. Bước chân trái có thể trùng nhẹ đầu gối bên phải lại. Bước chân trái ra sau. Thế, duỗi thẳng chân trái dần lên. Có thể duỗi thẳng chân phải hoặc trùng xuống. Các bạn cứ tập trùng xuống cho nó dễ. Duỗi thẳng chân trái, lưng duỗi thẳng, chân trái duỗi thẳng. 5 giây nữa nha. 5 4 3 2 và 1. Từ từ hít, nâng cơ thể lên, thở ra, hạ chân trái xuống. Chúng ta đổi bên này. Rút chân phải ra sau. Rồi trùng nhẹ đầu gối bên trái, sau đó duỗi thẳng chân phải, duỗi thẳng lưng. Và bạn giữ ở đây, mắt nhìn thẳng xuống. Giữ 5 4 3 2 và 1. Từ từ hít vào. Bạn nâng cơ thể lên, thở ra, thả lỏng, điều hòa hơi thở. Hít vào một hơi thật sâu và thở ra từ từ. Hít bụng phình lên, thở ra, xẹp bụng lại. Sau đó nhẹ nhàng khép hai chân lại, hít vào. Bạn vươn hai tay lên, vươn hai tay tới đâu thì ngực của bạn được vươn đẩy tới đấy nhé. Mắt hướng nhìn lên, thở ra. Bạn gập cơ thể xuống, úp bàn tay xuống, gập cơ thể xuống. Sau đó bạn rút dài cái chân phải của bạn ra sau, hạ đầu gối xuống. Hạ đầu gối, nâng vươn hai tay lên, nâng vươn thẳng hai tay, đẩy căng nhẹ lồng ngực của bạn. Sau đó hít vào một hơi thật sâu, rồi bạn chống nhẹ cái đầu gối của bên phải, nâng thẳng cơ thể lên, dang hai tay sang ngang, thở ra, nghiêng qua bên phải, chạm tay xuống, hai hít về giữa, thở nghiêng qua bên trái, chạm ngón tay xuống, vòng hai hít về giữa, thở nghiêng qua bên phải. Hít về giữa, thở nghiêng qua bên trái. Sau đó hít, đưa tay và cơ thể trở về vị trí ban đầu. Thở ra, hạ tay xuống, duỗi thẳng chân của bên trái, thẳng hông. Giữ ở đây, hít thở đều 10 giây nha bạn. 10 9 8 7 6 5 4 3, 2 và 1. Từ từ đẩy cơ thể về phía trước, chống hai tay. Bạn rút chân phải lên, rút chân phải, sau đó hít vào,
nâng cơ thể song song với mặt sàn, chống thẳng tay vào đầu gối, giữ hít thở đều, chống nhẹ thôi. Chống nhẹ thôi. 5, 4, 3, 2 và 1, hít vào thật sâu, thở ra. Bạn hạ tay xuống, có thể thẳng chân hoặc trùng nhẹ đầu gối, rồi từ từ rút chân trái ra sau, hạ đầu gối xuống, nâng vươn hai tay lên, đẩy căng, căng lồng ngực, cánh tay duỗi thẳng, mắt nhìn lên, hít vào, thở ra, hít vào thật sâu và thở ra thật chậm, từ từ ấn nhẹ cái đầu gối của bên trái để nâng được cơ thể thẳng lên, sau đó dang hai tay sang ngang, hít vào, thở, bạn nghiêng qua bên trái, hít về giữa, thở, nghiêng phải. Vòng 2, hít về giữa, thở, nghiêng trái. Hít về giữa, thở, nghiêng phải. Rồi từ từ hít, đưa tay và cơ thể về giữa. Thở ra, hạ tay xuống. Bạn lùi mông ra sau, duỗi thẳng chân của bên phải, gù cao lưng vai lên, hít thở đều, giữ ở đây. Hít vào thật sâu và thở ra thật chậm. Hít bụng phình lên, thở xẹp xuống, từ từ hít vào, thở ra, đẩy cơ thể về phía trước. Bạn chống tay, rút chân ra sau, tư thế chữ V ngược, điều hòa hơi thở ở tư thế này. Hãy hít vào, thở ra, hít vào thật sâu và thở ra thật chậm. Bắt chéo hai chân, nhẹ nhàng ngồi xuống. Điều hòa nhịp thở vài nhịp bạn nhà. Hít vào, thở ra, hít vào thật sâu và thở ra thật chậm. Rồi bạn duỗi thẳng chân phải này, co chân trái, úp lòng bàn chân trái vào bắp đùi trong của bên phải, kéo căng gót chân phải ra phía ngoài, hướng ngón vào trong cơ thể của chúng ta, hông hướng thẳng. Hít vào một hơi thật sâu, vươn hai tay lên, thở ra, gập dài người về phía trước. Bạn ôm lấy cẳng chân hay là bàn chân của bên phải đều được. Bạn hạ khuỷu tay xuống và bạn giữ ở đây, hít thở đều. Hít vào, bụng phình lên và thở ra, xẹp bụng lại. Từ từ hít vào, bạn nâng vươn hai tay lên, rồi chống tay trái thẳng với mông của bên trái cách 15 cm, nâng mông ấn đầu gối của bên trái, đẩy căng hông, rồi cánh tay phải sát tai, hướng mắt nhìn lên. Bạn giữ hít thở đều, 5, 4, 3, 2 và 1, từ từ hít vào, thở ra. Bạn hạ hông xuống. Chúng ta đổi bên, duỗi chân trái và bạn thu chân phải, úp vào bắp đùi trong của bên trái. Thế, nhấn chặt chân của bên trái xuống, kéo cái ngón chân vào trong, hít vào, vươn hai tay lên và thở ra, gập người về phía trước, hạ khuỷu tay xuống, giữ hít thở đều. 10, 9, 8, cố lên bạn nhé. Động tác này sẽ làm duỗi dài thẳng cái chân của chúng ta. Chân đẹp, mông đẹp. 3, 2 và 1. Hít vào, vươn hai tay lên, rồi hạ cái bàn tay của bên phải cách mông 10-15 cm, nâng hông lên, ấn cái hông về phía trước đi. Thế, đúng rồi, sau đó mới duỗi thẳng cánh tay, hướng mắt nhìn lên, hít thở đều. 5, 4, 3, 2 và 1, từ từ hít vào, thở ra, hạ hông xuống, thoát tay, thả lỏng cho cổ tay, duỗi dài hai chân, rung rinh thư giãn, thả lỏng cho chân của bạn, điều hòa hơi thở. Chụm hai bàn chân lại, kéo cái mông ra sau, thế, đúng rồi. Hít vào một hơi thật sâu, đẩy căng lồng ngực lên, thở ra, trượt người về phía trước, hai tay ôm lấy bàn chân, cúi đầu xuống. 2, hít lên, thở ra,
3, hít lên. Thở, chúng ta tập 5 lần nha. 4, hít lên. Thở. Nhịp cuối 5, hít lên. Thở ra. Và giữ ở đây, hít thở đều. Cảm nhận cái vùng mông của bạn đang được giãn mở ra đó. Hít vào thật sâu, bụng phình lên. Và thở ra, xẹp bụng lại. Từ từ hít vào. Nâng cơ thể lên. Rồi duỗi chân. Thả lỏng, thư giãn cho chân của bạn. Duỗi thẳng chân trái. Bạn gập chân phải lên. Đấy, sao cho đầu gối thẳng hàng với cả hai đầu gối thẳng hàng nhau. Rồi bạn nằm thả lỏng cơ thể trên chân của bên phải, thả lỏng, hít thở đều. Thả lỏng lưng lên nhé. Hít thở đều. 5, 4, 3, 2 và 1, từ từ hít vào. Nâng cơ thể lên. Bạn thấy cái tư thế này dễ chịu không? Nguyễn Hiếu rất thích tư thế này. Duỗi thẳng chân của bên phải, gập chân trái lại. Thế sau đó thả lỏng cơ thể lên trên chân của bên trái. Thả lỏng cột sống, thả lỏng tay. Chúng ta giữ 5 giây nha. 5, 4, 3, 2 và 1. Từ từ hít vào. Bạn nâng cơ thể lên. Thở ra, hạ tay xuống, thả lỏng. Rất là dễ chịu và sảng khoái đúng không nào? Chúng ta rung rinh thư giãn, thả lỏng cho chân nào. Sau đó nhẹ nhàng chúng ta nằm xuống. Đưa hai chân sát về phía mông của chúng ta. Thế. Hai tay xuôi theo thân, gập cằm xuống nào. Hít vào. Bạn nâng hông lên, thắt chặt bụng lại và nâng cái hông lên. Thở ra, hạ xuống. Hai, hít lên. Thở hạ. Ba, hít lên. Thở hạ xuống. Chúng ta tập 5 lần và kết thúc nha. 4, hít lên. Thở hạ xuống. Nhịp cuối 5, hít lên. Bạn giữ ở đây, hít thở đều. 5, 4, 3, 2 và 1. Từ từ thở ra, hạ hông xuống, gập hai chân lại. Hai tay ôm vòng quanh chân, lắc lư sang hai bên, thư giãn, thả lỏng cho lưng hông của bạn. Mở hai tay sang hai bên, co gập hai chân, quay qua bên phải, giữ hít thở đều 5 giây. Sau đó chúng ta nâng chân lên và vặn qua bên trái, giữ hít thở đều. Từ từ đưa cơ thể trở về vị trí ban đầu, rồi duỗi dài chân ra. Chúng ta thả lỏng thư giãn, kết thúc bài tập ngày hôm nay nha. Nào, bạn mở rộng hai chân, hai tay xuôi theo thân, đảm bảo toàn bộ cơ thể đang được thả lỏng ở trên sàn. Hãy nhắm mắt lại, hít vào thật sâu, bụng phồng lên, thở ra, xẹp bụng lại, hít vào, phình căng bụng lên, thở ra, xẹp sát bụng xuống. Hãy loại bỏ mọi suy nghĩ, lo lắng, công việc trong đầu. Tập trung tâm trí hoàn toàn vào hơi thở. Hãy hít vào thật sâu và thở ra thật chậm để cảm nhận cơ thể bạn lúc này đang được thư giãn. Thư giãn. Thư giãn.
Hãy tưởng tượng như bạn đang nằm trên thảm cỏ xanh non, đầy hoa trái và bầu không khí trong lành của thiên nhiên. Từ từ, bạn đang đi vào sâu bên trong chính bạn để kết nối với chính bạn, kết nối với con người bên trong bạn. Bạn và nguồn năng lượng của vũ trụ đang hòa vào làm một, trở thành một thể thống nhất, hoàn thiện. Lúc này đây, toàn bộ cơ thể bạn, tâm trí bạn và từng tế bào bên trong cơ thể bạn đang được lấp đầy sự biết ơn với những điều mà bạn đang có. Và khi bạn đang sống từng giây phút trong sự biết ơn thì vũ trụ sẽ gửi cho bạn nhiều điều tuyệt vời hơn nữa. Hãy hít vào sự biết ơn, thở ra để lan tỏa lòng biết ơn và cảm nhận sự biết ơn đang thấm vào từng tế bào, thấm vào từng mạch máu và đang tuôn chảy đều toàn bộ cơ thể của bạn, lấp đầy tâm trí và tâm hồn của bạn. Ngay lúc này, bạn đang dần trở nên hạnh phúc. Hãy nhẹ nhàng mỉm cười với một trái tim đầy yêu thương và đón nhận những điều tuyệt vời đang tuôn chảy vào cuộc sống của bạn. Bạn hãy cảm nhận nguồn năng lượng biết ơn đang lấp đầy cơ thể khỏe mạnh, cơ thể đẹp đẽ của bạn. Bạn biết ơn cơ thể tuyệt mỹ của bạn, biết ơn trái tim khỏe mạnh, biết ơn bộ não minh mẫn. Bạn biết ơn đôi mắt sáng long lanh giúp bạn nhìn rõ mọi vẻ đẹp, mọi vật mỗi ngày. Bạn biết ơn đôi tai khỏe mạnh giúp bạn nghe rõ mọi âm thanh ngọt ngào của cuộc sống. Bạn biết ơn tất cả các bộ phận hoàn hảo trên cơ thể bạn. Và cơ thể bạn lúc này đang hoàn toàn được thư giãn và thật mềm mại, nhẹ nhàng, thanh khiết. Cơ thể bạn đang hoàn toàn thư giãn, thư giãn, thư giãn. Từ từ đánh thức cơ thể, nhúc nhích các ngón chân, ngón tay, xoay nhẹ cổ chân, cổ tay, quay đầu sang phải, sang trái, sang phải, sang trái, phải, trái, đưa đầu về trung tâm, khép chân lại, hít vào, vươn hai tay qua đầu, giãn duỗi thật dài cho cơ thể, rồi nghiêng mình qua bên phải. Cho tim nghỉ ngơi vài nhịp thở. Sau đó nâng cơ thể ngồi dậy. Chúc mừng bạn đã hoàn thành xong bài tập ngày hôm nay cùng với Nguyễn Hiếu. Bạn cảm thấy cơ thể mình như thế nào? Sau bài tập ngày hôm nay thì nhớ bình luận xuống phía dưới cái live stream này để cho Nguyễn Hiếu được biết nhé. Và các bạn cũng giúp Nguyễn Hiếu một việc, đó chính là up hình của các bạn lên, những cái tư thế chủ đạo của bài tập ngày hôm nay để truyền năng lượng, truyền động lực cho bạn bè xung quanh của chúng ta cùng tham gia luyện tập được đều đặn hơn để cải thiện sức khỏe được hiệu quả hơn. Bạn nhé, Nguyễn Hiếu sẽ rất là biết ơn các bạn về điều này. Và một lần nữa, Nguyễn Hiếu mong rằng là các bạn giúp Nguyễn Hiếu chia sẻ cái live stream này cũng như là chia sẻ cái nhóm tập này tới cho bạn bè và người thân của chúng ta cùng được tham gia cái chương trình luyện tập yoga cơ bản tại nhà mỗi ngày cùng với cả Nguyễn Hiếu. Nguyễn Hiếu biết ơn bạn rất nhiều. Và Nguyễn Hiếu xin dừng cái live stream này ngay tại đây. Nguyễn Hiếu xin chúc bạn một ngày mới thật vui vẻ và hạnh phúc ngọt ngào. Om Namah Shivaya. Hẹn gặp lại bạn vào bài tập ngày mai nha.